Wan đã chính thức trở thành tân vương của WCK tên mùa giải 2022. Chào mừng các bạn đã đến với những pha xử lý hay nhất của giải này và tôi là bình luận viên Annie. Ở vị trí thứ 5, dù bị áp lực bởi 3 thành viên của PFN, nhưng Core đã có một pha xử lý đầy tinh tế để hạ gục thành công Char mà vẫn sống sót để lùi về. Chơi đi đường của bên phía T1 đã phải bốc hơi trong tình huống vừa rồi. Rõ ràng là tình huống biến về quá chủ quan, rất chủ quan và khiến cho bây giờ Core rất khó để có thể phòng thủ được cái trụ ở khu vực nửa trên bản đồ này, có sự hỗ trợ. Ôi, đến từ Penguin, đại băng tiễn được bắn ra. Ở đây là Core đang có ba bàn chiêu cuối của mình để anh ta có thể giết được một người của Tuyệt PFN. Ơi, và Deadpool có thể là nạn nhân thứ hai hoặc là Adun. Hai người chơi này đều đang rất tấp máu, nhưng bây giờ từ Harun đến lại là câu chuyện khác. Adun liên tục những pha xả sát thương đến từ Harun giúp cho hai người đồng đội của mình an toàn. Vị trí thứ tư là tình huống xử lý cực kỳ đột biến tới từ combo tốc biến cộng với không thể cản phá của Manfi cho tên Penguin. Bắt chọn được người chơi đi rừng của đối phương xem như đã là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và sứ giả Genus là phần thưởng cho T1 để áp đặt lối chơi lên Africa Fix những phút sau đó. Cục đến hai vị tướng này sẽ giúp cho cái khả năng kiểm soát bản đồ đến từ Afrofix là dễ dàng hơn hẳn. Pha này là một pha hết sức quan trọng. Tốc biến lên, bắt được ba người cực kỳ đẹp, vô cùng ảo diệu. Điểm hai cục đầu tiên trong đấu dành cho Jay White. Phía bên đây đang trả sát thương, nhưng Autobot bắn không được quá nhiều. Nó đang tìm góc vào, vẫn chưa chọn được ai cả. Tốc biến lên chém một người, sát thương rất to, nhưng ngay sau đó Dyna quay ngược trở lại với trang mờ của anh ta. Hạ gục thành công được Akali. Nó đang phải cố gắng bỏ chạy, không bắn được ai cả. Nó thấp máu, tốc biến lên thiêu đốt thành công. Jay có góc để tìm chém chết được Autobot. Trong khi đó Maru là người duy nhất sống sót ở trong pha thi đấu này. Vị trí số 3 thuộc về Kennen, 100% tỷ lệ thắng của WCK tiền mùa giải 2022. Cloud đã khiến BIS khổ sở trong những tình huống giao tranh ở hạng mục tiêu lớn, và một trong số đó là những pha bão sấm sét cả 5 người như thế này đây. Và con rồng này bên phía của Lít Xanh Bóc, họ có thể để đối phương vào trước, họ hoàn toàn có thể là người vào sau được. Với con Kennen, đối phương đứng ở trong hàng rồng, anh ta chỉ việc vào, anh ta tốc biến thẳng vào cái hàng rồng này mà thôi. Là bên phía bên kia bay màu hết. Nhưng đây là những pha chém ban đầu, kia đi chém rất đầu. Vẫn chưa tới tay một mẫu, Kennen giật điện 4 người. Rất là kinh dị, cực kỳ đẹp. Đạo tiên đề cho Riven, tiếp tục chém, chém được một người rồi. Và đây sẽ là người thứ hai. Không có cách nào để hạ gục được Kennen cả, tốc độ chuyên ta quá ghê. Trong khi đó thì kia đi bắn thẳng vào giữa hai trụ của đối phương để dứt điểm được một người nữa. Double kill dành cho Riven của Illusion. Vị trí thứ hai thuộc về pha xử lý cực kỳ tính toán của Ratel. Trong pha ăn rồng cùng đồng đội, Ratel quăng một thùng rượu nổ kết thúc mạng của Zeki, đồng thời hất văng Maru, Acrobat và Nob ba người về cùng một vị trí không thể hoàn hảo hơn cho combo tốc biến lăn bụng sau đó của mình. Và nhờ đó Roster White đoạt được thế Snowball một cách cực kỳ dễ dàng. Sẽ là đánh nhau ở xung quanh sụn hang rồng, rồng còn một tí máu mà thôi, đỏ trừng phạt. Người thành công là đồ và trừng phạt rất tốt vừa rồi. Lao vào hang rồng, đó là chú bò mang tên Salem. Một cú cắn cá cực kỳ đau vào chiều cuối lần này. Cùng với cú lăn bụng của Rate là quá hay. Cho rồi đã cố gắng núp ở trong cái bọc khỏi của mình, nhưng có ba người đứng xung quanh anh ta cố gắng tốc biến phía trụ của mình. Ở vị trí thứ nhất, chủ động và quyết đoán là những gì mà Nod, người chơi hỗ trợ của Africa Freak thể hiện trong cuộc đối đầu với OJG. Trong suốt ván đấu, không chỉ chăm sóc kỹ càng cho chủ lực của đối phương, Nod đã có tình huống tỏa sáng với pha đai lưng Haystack kết hợp với xuất hiện hoành tráng bắt lại 4 người của OJG khi họ lầm lè muốn ăn trộm Baron. Và kết quả là Baron cũng như chiến thắng thuộc về Africa Freak. Kê góc dành cho con sắt trong tay của Zeki đẩy mà thôi. Anh ta, tất cả mọi người đều bên phía. Ô cái gì thế này, cái gì thế này. Ô Zenger đang có một tình huống con Baron rất mạo hiểm với chỉ 4 người mà thôi. Thậm chí là càng miệng bây giờ mới là người chuyển tới. Và đây là phản công cực kỳ đẹp đến từ Gorakan. Trong tay hỗ trợ nó, họ quay ngược trở lại, phản công một người đối phương. Băng địa dẫn được tung ra, dùng sát thương vào cho rờ vẫn còn sống. Zeki đột nhập vào hàng sau, anh ta đang gõ. Người có điểm hạ gục đầu tiên trong pha thi đấu vừa rồi cho rờ. Và sau đó là Zeki double kill dành cho rờ trong tình huống này. Và Divo đang bị chặn đầu, bị thiêu đốt thẳng vào người. Maru xoay kiếm, cái quạt trừng mang tên Maru đang xoáy cho Divo lên bảng đếm số. Divo cố gắng chống trả, nhưng không thể nào chống trả quá lâu. Pha côn Baron quá mạo hiểm đến từ Ozenger. Ozenger quá mạo hiểm trong tình huống ăn Baron đó. Tuy nhiên cũng phải nhắc đến là Rakan của nó quá hay ở trong ván thi đấu này. Ta liên tục có những pha xuất hiện hoành tráng và khống chế. Like fanpage Liên minh Hình thái Thúc Chiến eSports và nhấn subscribe kênh YouTube Liên minh Hình thái Thúc Chiến để cập nhật những tin tức thú vị và theo dõi giải đấu Icon Series.